Hello, xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan và nếu mà bạn nào mà cần trắng da, căng bóng da thì bạn sử dụng ngay serum B5 cho mình đi ạ. Và trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại serum B5 đúng không ạ? Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số những cái mẫu B5 mà bên mình đang có khách hàng sử dụng rất là nhiều. Đầu tiên phải nói đến là cái serum Hydrating B5 Serum của Medifa. Loại này thì trong những loại serum mình đang giới thiệu thì loại này có giá tiền thấp hơn, chỉ hơn 300.000 một chút thôi. Đó, giá thành không quá là đắt nha mọi người. Đó, tiếp theo là serum Good Doc Hydra B5 Serum. Loại này của Good Doc nha mọi người. Đó, loại này cũng trên 300.000 nhưng mà nó nhỉnh hơn một chút so với cái hãng của Medifa. Tiếp theo là serum mà B5 mà cao cấp hơn, đó là chính là serum Smart được khách hàng đang sử dụng và review rất là nhiều. Provitamin B5 Hydra Serum. Loại này thì các bạn sẽ thấy là đây, chai của nó to hơn. Đó, chai to hơn và đặc biệt là nó là các bạn thấy là nó cái thành phần của nó cũng là cung cấp cho da là trắng sáng rất là tốt luôn nha mọi người. Đó nên là tùy vào cái điều kiện mà chúng ta có thể sử dụng một trong những loại serum B5 này nhá. Đấy, serum B5 thì các bạn thấy là nó có công dụng trong những loại này thì thành phần của nó giúp làm cấp ẩm độ ẩm cho da, giúp cho da sáng lên, tươi sáng lên, là trắng da, căng bóng mượt da sau một đêm các bạn thấy khác rồi. Đây là bạn nào mà muốn dưỡng trắng da ấy, tức là các bạn thiên về hẳn về trắng da đi đấy, căng bóng da đi thì các bạn cứ dùng serum B5 cho mình, các bạn sẽ thấy là sự khác biệt sau một lọ serum B5 nhé. Còn tùy vào cái mỗi người sở thích khác nhau và điều kiện kinh tế khác nhau thì các bạn có thể lựa chọn một trong những loại serum B5 mà mình vừa giới thiệu đó. Và để biết chi tiết rõ hơn về từng cái sản phẩm B5 này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298. Thì trên này đã là serum của Medifa này, serum của Good Doc này, serum Smart này đó. Thì ba loại serum B5 như vậy là khách hàng đang sử dụng rất là nhiều. Nên là bạn nào có muốn sử dụng B5 các bạn có thể sử dụng lựa chọn một trong ba sản phẩm này nhé. Còn thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.